Hoa lở thì gần như là quanh năm bạn nhé. Đây là những bông hoa ngọc lan vàng, hoa lở rất là thơm. Đấy, thấy là một đoạn cành nó dài khoảng tầm 20 phân như này thôi, cũng cho tới khoảng từ 15 tới 20 bông hoa. Đứng cạnh mình đây là một cây hoa ngọc lan vàng có kích thước lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại. Tôi mình đang giới thiệu với bạn đây, nó cao khoảng tầm 2 mét rưỡi, đã rộng khoảng tầm trên 2 mét. Hoa ngọc lan thì nó sẽ có hai màu, thứ nhất là màu trắng, thứ hai là màu vàng. Màu trắng là cái màu mà phổ biến nhất và rất nhiều người biết đến cái màu sắc này. Tuy nhiên thì cây hoa ngọc lan vàng này cũng đã được du nhập về Việt Nam khoảng tầm 2 năm gần đây. Nó có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan các bạn nhé. Cây rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu nắng nóng tốt, phù hợp với cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Đấy, các lứa hoa nó lụ sẽ lở gối tiếp nhau. Hoa lở thì gần như là quanh năm các bạn nhé. Đây là những bông hoa ngọc lan vàng, hoa lở rất là thơm. Đấy, thấy là một đoạn cành nó dài khoảng tầm 20 phân như này thôi, cũng cho tới khoảng từ 15 tới 20 bông hoa. Rất là sai hoa. Khi hoa nó tàn thì nó sẽ hình thành những cái chùm quả như này. Những cái chùm quả này sau một thời gian khi nó già thì bên trong này sẽ hình thành hạt các bạn nhé. Các bạn gieo trồng những cái hạt này cũng có thể hình thành những cây mới. Đấy, hoa ngọc lan là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng từ 6 tới 8 mét. Có những cây có thể cao hơn nữa tùy theo cái khuôn viên gia đình chúng ta. Các bạn có thể trồng và giới hạn chiều cao sao cho nó phù hợp với cái khuôn viên gia đình mình nữa nhá. Một cây trưởng thành mà mình đang giới thiệu các bạn đây, nó cho hàng trăm bông hoa mỗi cái lứa hoa nhé, rất là sai hoa. Những cây có kích thước lớn như này thì hiện tại vườn nhà mình chỉ còn khoảng tầm 5 cây thôi. Đấy, các bạn mà có nhu cầu sưu tầm những cái dòng hoa ngọc lan này thì liên hệ tới vườn nhà mình gọi nhé. Bên mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây, từ cây giống đến cây trưởng thành như này. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng ngọc lan vàng này về trồng cho khuôn viên gia đình mình, liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại là 0968 750 386 và 092 391 6866. Bên mình giao hàng toàn quốc các bạn nhé.